Bây giờ mình làm mẹ đi, ngày xưa mình hư hỏng, mình không phải đi, sau này mình có con gái mình nêu lên sự thật của nội tâm của mình. Mẹ ngày xưa hư hỏng lắm con, mẹ nghĩ rằng mẹ đẹp thì mẹ được nhiều người đàn ông thương yêu, nên mẹ cũng chảnh chẽ ba lá hẹ lắm, tay bắt thằng này tay bắt thằng kia, thằng nào cũng muốn bắt, nghĩ rằng là nó lo lắng cho mình, nó cung phụng mình, vậy là mình cũng ngã mạn kiêu ngạo. Nhưng cuối cùng mẹ thấy rằng cái thiệt thòi vẫn là mình nè con à, nên con là con gái. Bây giờ mẹ nói thật lòng là mẹ cũng phá thai nhiều lần, bây giờ thân thể bệnh hoạn lắm, cũng vì nghĩ rằng mình quen nhiều bạn trai, nhiều người con trai đeo đuổi mình là mình cũng hãnh diện. Nhưng mẹ thấy cái đó nó không phải là hay ho gì đâu con à, con đường này mẹ đã đi qua rồi con à, nên mẹ nói cho con nghe, con cứ sống nghiêm túc đàng hoàng, sau này đủ duyên gặp một con người nào đàng hoàng mình đến với người ta, con phải suy nghĩ cho kỹ, đừng học theo con đường của mẹ, mẹ sai rồi con à. Có nghĩa là mình phải nói thật như vậy, vì cái chuyện phá thai là khổ sao sao, bản thân mình hư hỏng sao sao, dám nói cho con nghe để dạy con, vậy đó mà có thể dạy được con. Nhưng mà mình giấu có khi con mình lại hư quý vị à, giấu thì cái nghiệp nó đó, nó hội tụ ngay con mình nó phải dính cái nghiệp này để nó khổ đau. Nên con người mình á, mình phải biết cái cách dạy. Thí dụ như quý vị mặt trái đi, chồng mà mỗi lần mà gây tới một cái là mình cự lại, mình phùng mang trợn mắt lên đúng không, bắt đầu chồng đánh mình te tua. Sau này mình dạy con gái mình cũng có kinh nghiệm nữa, con à mẹ nè bị đánh hồi đó tới giờ ba con đánh có mẹ cũng mười mấy lần, chỉ đúng một cái bệnh này mẹ mong con đừng có học cái bệnh này của mẹ. Mỗi lần mà ba con mà ổng la mẹ, ổng mắng mẹ là mẹ cự lại, mẹ trợn mắt, mẹ chử lại, mẹ hổn lắm. Rồi đánh con cái một thì mẹ đeo đeo theo, mẹ nói đánh đi, ngon đánh thêm nữa đi, mày đánh tao chết đi. Thì ổng tức lên, ổng đá mẹ hứ hứ. Nên mẹ bây giờ mẹ tỉnh ngộ, mẹ thấy rằng cái mặt này là mẹ sai. Nên con mai mốt có chồng, chồng đàn ông đã tức giận, người ta la gầy mình, con cứ né né tránh chỗ khác đi, đừng có cự cãi gì lại, thì người ta dịu xuống là người ta thấy thương mình, người ta không có đánh mình không có bị đau nghe không con. Chính mẹ nè bị đánh mười mấy lần đều là do cãi lại mà bị đánh, hổn mà bị đánh, cuối cùng nó đánh xong thì mình cũng phải làm vợ nó. Thôi con à, con nhịn đi, vậy mà được người ta thương, người ta trọng. Mẹ đây là lấy kinh nghiệm này mẹ chia sẻ cho con nghe đấy không. Nó nếu như ai ở đây mà từng bị chồng đánh thì lấy kinh nghiệm này dạy con gái đi, chứ đừng có giấu nghe, đừng có sợ mất mặt đồ này kia. Rồi mẹ chào ba con thương mẹ lắm mẹ. Thôi chúng ta nói thật lòng đi quý vị, nên chân thật nói thật đi, đó là cách dạy mặt trái rất hay á nghe quý vị. Còn ví dụ như điểm nào mà điểm mạnh của mình mặt phải thì mình cũng nêu lên, mẹ có mặt phải diện vị đó, đàn ông có tính diện vị, mình kinh nghiệm quá rồi, mình dạy con gái mình để làm vợ cho đàng hoàng, hiểu không? Rồi mình làm dâu thì sao, thí dụ như mình làm dâu không được đặc biệt gì hết, bây giờ mình dạy con gái mình, mẹ hồi xưa mẹ nghĩ rằng có chồng không có chịu làm dâu, bây giờ mẹ thấy cái nhân quả con ơi, con thấy không, đâu có đứa con dâu nào chịu ở với mẹ đâu, nó đâu có chịu lo cho mẹ đâu, vì chính mẹ đâu có làm dâu đâu. Dạy mặt trái liền. Còn nếu người làm dâu được thì lấy kinh nghiệm làm dâu dạy con gái. Tất cả những điều này đều là giáo dục con người nhất định phải cần học với bị à. Con người nhất định phải cần học cái nền giáo dục này, giáo dục quan trọng lắm á. Mà giáo dục nó có mặt trái mặt phải, như những đức chia sẻ Phật pháp, những đức thường nói mình sai nhưng ngộ thai người ta lại thích nghe. Nhiều người đàn ông đến đây gặp những đức nói nè, đúng rồi con đâu có chịu nghe Phật pháp đâu thầy, vậy mà chính thầy nói chuyện Phật pháp, thầy nói thầy nhậu hư hỏng đồ này kia đó, vậy mà con chịu nghe, con phái con nói ông thầy này nghe được á, được á, cùng phe với mình á. Thấy chưa? Nên từ nơi đó bị nhớ, thí dụ như mình đến nay mình học Phật đi, mình học Phật, mình đi đến chùa này, mình thích chùa này, mình đi đến đây mình niệm Phật, mình về nhà mình áp dụng Phật pháp trong gia đình mình cho nó tốt. Chứ mình đừng có đi về nhà mình mà mình khen ở đây nhiều quá, hiểu không? Đừng có khen ở đây nhiều, đừng có nói ông thầy đó vậy vậy vậy, đừng có nói ông thầy tốt tốt tốt, đừng có nói, đừng có nói đụng chạm tới, thì chồng quý vị sẽ dễ dàng cho bị đi. Còn nếu như quý vị về mà ông chưa đi học Phật, ông chưa có biết ở đây nghe, mà quý vị mà về mà quý vị thường nói á, thầy gì thầy gì thầy gì, ông nói là tôi sao, tôi sao, là có chuyện với ông thầy rồi đó, là ông bực bội ông thầy rồi đó, tuy chưa gặp mặt nhưng mà ông ghét thầy rồi đó.
Nó ghét ông thầy này đó nghe. Nó tại ông mà thấy vợ tôi kết ông hơn kết tôi. Thấy không? Phải nhớ cái này là kinh nghiệm nghe chàng. Đừng có nói ông thầy, mình học là mình đem cái hay thôi. Mình đem cái hay gì mình áp dụng thôi, thì tự nhiên chồng mình sẽ có cảm giác với chính mình nè. Còn nếu như mình về mà mình thường khen ông thầy là ông chồng mình ông ghét ông thầy. Ông ghét ông thầy, có khi ông nói mặt ông thầy thì ghét. Nói thổ lao cũng đi nghe nè. Thấy không? Ghét cái tâm nó ganh tị quý vị. Đừng có nói đụng chạm tới ông thầy nữa chứ á. Thì tức khắc á, quý vị học Phật mà quý vị về quý vị lo cho chồng con đàng hoàng, lo gia đình đàng hoàng, tự nhiên ổng sẽ từ từ vì dẫn dắt ông đi đến chùa được liền à. Nhưng mà đừng nói tới ông thầy đó. Nên ban đầu ổng đã canh ông thầy này rồi là khó độ dữ lắm. Ban đầu ổng đã canh ông thầy này rồi khó lấy lại tinh thần lắm. Nên tất cả những người đi đến chùa học Phật là kinh nghiệm nha quý vị. Ôi ơi, con người mà cái tình cảm khó chia sẻ lắm quý vị ơi. Chúng ta không có trách ai đâu. Nhất là tình cảm vợ chồng khó chia sẻ cho ai lắm. Hiểu không? Dù là già đi chăng nữa cũng khó chia sẻ cho ai lắm. À, nên thí dụ như giờ mình làm vợ người ta đi. Cái kiểu như ngồi nói chuyện vui vui ấy, có nhiều cô cũng là dại lắm. Vui vui kiểu vợ chồng ngồi nói chuyện giỡn giỡn, mà nhiều cặp vợ chồng giỡn chút quýnh lộn nghe. Tào lao lắm, giỡn chút quýnh lộn. Giỡn chút cái chồng hỏi á, bà hồi xưa bà lấy, trước khi bà lấy tôi bà có bạn trai được không? Cũng tào lao. Cái miệng tào lao bắt đầu là sao không có, ông nhìn tôi sao? Trời ơi, hồi xưa nhiều người đẹp trai hơn ông, thích tôi nhiều lắm. Rồi có ai hung bà không? Sao không có? Tào lao thấy chưa? Tưởng đâu là mình nói như vậy là chồng của mình nghĩ rằng mình cũng được nhiều người thương. Nhưng mà người đàn ông nó nghe vậy rồi nó tức. Bắt đầu lọ mọ tới những việc khác sâu hơn. Bắt đầu có khi mình vui miệng mình cũng nói đại nữa. Đó là tào lao rồi đó. Thấy không? Tào lao rồi đó. Nên mình cái khéo nhất của mình khi mà ngồi nói chuyện với nhau, mà nói gì cái chuyện mà đời tư lúc còn trẻ mà yêu thương những người khác nha. Mình nói thôi những cái chuyện đó qua rồi. Tôi bây giờ tôi chỉ biết ông thôi, tôi không biết ai nữa hết trơn á. Câu nói này rất hay, rất là dễ kết luận được, hiểu không? Đừng có đùa đùa trời. Đùa đùa chút là có chuyện á. Nó đùa đùa chút là có chuyện chứ không giỡn, nó tức lên, bực bội. Quýnh mình á. Ừ. Đó nên mấy cô nghe cái này là những đức á, nó cũng có kinh nghiệm quý vị. Kinh nghiệm là ngày xưa những đức á, khi mà thí dụ như mình mà thí dụ như nó tâm người đàn ông nó cũng ích kỷ sao không ích kỷ. Ví dụ như mình có bạn gái mình hỏi, ủa em quen với anh ngày xưa em có quen ai không? Sao không có? Xong á, ủa nó có hôn em không? Có. Nó có ôm em không? Có. Vì khỏi cưới em luôn. Thấy không? Quý vị thấy chưa? Nó đó là cái kinh nghiệm bây giờ những đức học Phật những đức nhìn ra điểm đó. Thì ra con người mình nó ưa nói mà những cái câu nói vô tình mà gây ra sự việc xảy ra lu bu quý vị. Tốt nhất đừng nên nói. Hỏi đến mình nói thôi, những việc đã qua rồi thôi cho qua đi, đừng có nói tới mấy chuyện ngày xưa nữa. Bây giờ em chỉ có anh thôi. Thôi xong. Xong kết luận. Cả người đàn ông cũng vậy luôn, đừng bao giờ nói về cái chuyện mình ngày xưa sao sao. Tốt nhất là đừng nên nói. Đừng nên nói. Nói thôi, anh chỉ có em thôi. Đủ. Gói gọn, thấy không? Đó, cái nghĩa là rất khéo léo. Nhớ nha quý vị. Từ nơi đó cả đi vô chùa tu cũng vậy nữa. Thí dụ như quý thầy thì người ta tu trong chùa, quý vị lâu lâu bị đến gặp người ta bị nói chuyện thì thầy phải nói hay chứ làm sao. Tại vì người ta trong chùa người ta tu, mà quý vị là Phật tử mà. Khi quý vị đến hỏi chuyện thầy thì thầy phải nói chuyện hay chứ làm sao. Thầy phải nói những lời nói rất là hay. Thì học được kinh giáo nữa thì nói những lời rất là hoa mỹ. Nói hay mà, nói chuyện hay mà phái nữ thì thích. Thích nghe lời hay chứ sao. Ai mà không thích. Thì nghe quý thầy nói hay thì tự nhiên nhìn lại ông chồng mình. Đi đến chùa nói chuyện với thầy mê ghê luôn. Về gặp ông cái mặt ông tôi ghét. Mình nghĩ ngày xưa khi mình mới lấy nhau cái tình trạng yêu thương đó là sao? Cái tâm trạng yêu thương là sao? Vậy mà ngày qua ngày mình sống với ta mấy mặt con rồi bây giờ mình cảm thấy rằng là những lời nói nó không còn thương yêu như ngày xưa nữa. Cái đó là không hay đâu quý vị à. Dù là đi về chùa ông thầy ông nói hay cỡ nào hay, nhưng ổng đâu phải là người đi hết cuộc đời với mình đâu. Hiểu không? Mà gia đình của mình, chồng con của mình, vợ của mình mới là người đi hết cuộc đời với mình. Dù là có gặp khổ đau gì, có hoạn nạn gì cũng là giúp đỡ nhau. Nên vợ chồng đến với nhau phải hết lòng.
Còn khi mình gặp ai mình nói chuyện với một vị thầy đi chăng nữa, lâu lâu gặp lần thì phải nói ngon lành chứ không lẽ la quý vị. Lâu lâu gặp lần ai mà đi la làm gì cho nó mệt, đúng không? Nên từ nơi đó đừng có dễ bị người ta lấy lòng, hiểu không? Nhìn lại chồng mình chán, bậy bạ quá. Người ta sống với mình, người ta hết lòng, người ta sống với mình cả đời như vậy, người ta thật lòng với mình, thì cái gì cần nói thẳng, nói thẳng. Còn đi đến chùa bây giờ ngồi nói chuyện mấy câu vui vẻ, hoặc là đi chỗ này chỗ kia đi phóng sanh đồ, mình đi theo ông thầy, thấy thầy vui vô cùng luôn, trời ơi, thầy gì đâu mà vui vẻ quá, thầy vui quá, sao không vui? Đi có tốn một cắt nào đâu mà không vui. Còn được quý vị lo lắng cho đầy đủ nữa, trời ơi, lo lắng quá trời. Giờ vui chứ sao, chỉ có cái vui để chia cho quý vị thôi, chứ làm gì mà nặng nề. Còn chồng ở nhà nó cài để nuôi mấy đứa con, nuôi cả gia đình, thì quý vị về thì nhiều khi nó còn bực bội, thì mình phải thông cảm. Tại vì người ta cực khổ quá, người ta nặng nề vì công việc quá, nên người ta phải nói chuyện hơi thô. Mình không thông cảm mà mình đi đến chùa, mình gặp với thầy nói chuyện ngon ngọt thì mình lại thích, mình quên chồng mình. Cái đó là cái góc độ của hàng Phật tử học mà sai. Học không có áp dụng trong gia đình, học sai đó. Nên những đức nói rằng đi đến chùa không bao giờ có cái chuyện mình là người đàn bà có chồng rồi mà đi lo cho quý thầy cái quần, cái áo, xà bông, không có lo mấy chuyện đó. Con có chồng rồi, con không có lo được mấy chuyện như vậy cho người khác. Mà mình là người đàn bà, mình chỉ lo cho chồng mình thôi, mình không có lo cho quý thầy mấy chuyện đó được đâu. Thí dụ như phải có một cái khéo léo làm sao chứ không có làm cái chuyện đó. Chứ không có cái chuyện mà ví dụ như thầy cần cái gì con lo cho, rồi thuốc men này kia, thầm bậy. Cái chuyện nó để cho quý thầy xử lý đi, có tiền tự người ta giải quyết, biết không? Mình lo cho gia đình mình đàng hoàng, mình đi đến chùa để nghe đạo thôi, không có lo mấy cái chuyện nhỏ nhỏ đó, nghe không? Nó nên những đức mà kỵ nhất á, cái chuyện á, mà người Phật tử đi về chùa mà cái kiểu mà mua đồ mà cá nhân, những đức không thích. Không có thích mà cũng không nhận luôn nữa, mà nhận cũng không xài luôn nữa. Kỳ như vậy đó, không có gây gắn cường ở chỗ đó, chỉ là đem Phật pháp giới thiệu thôi, không có dính dáng. Nên những đức đi tu mười mấy năm không dính dáng bất cứ một Phật tử nào chứ. Đây là kinh nghiệm quý vị, kinh nghiệm á, chứ không có giỡn đâu trời. Đó, nên những đức nói với vị nghe, rất là nhiều người xuất gia đều là dính dáng vô hàng Phật tử hết trơn á. Phật tử nữ không à, nó nam mấy ông này lại ít nha, nam ít, nhưng mà chơi với nam là ngon lắm. Tăng mà chơi với nam mới ngon. Những đức thích chơi với mấy ông đàn ông à. Nên những đức là được nhiều mấy ông đàn ông thích lắm. Tại vì sao? Chỉ vợ người ta về thương người ta không à. Nên mấy ông chồng thích những đức phần nhiều. Còn nếu như mà những đức kêu buông xả đi, buông xả đi, là những đức bị quýnh te tu. Buông xả phải khéo léo chỉ người ta, phải không? Sống trong cái khổ đau đó vui trả. Nên những đức thường nói cái câu thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Câu này hay lắm á nha, giúp nhiều người tỉnh ngộ lắm á. Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Có cái bà kia, bà bị chồng bà đánh, bà khóc, bà than thở vô cùng luôn. Cuối cùng bà nghe những đức nói chuyện trong chiếc máy á, những đức nói tới cái câu thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Bà nói hả, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Thấy chưa? Câu đó đặc biệt lắm đó quý vị. Nên cái bài học tập chúng ta này không, an vui cùng hiện tại, làm được không? Giờ vui không? Phải bây giờ đang cười đúng không? Thì thấy chưa, an vui cùng hiện tại. Hiện tại đang vui nè, cứ vui đi, sống an lạc, hạnh phúc mãi bên ta. Quý vị mà vui lên thì thấy dễ thương liền, không nói chứ nghe. Khổ nhất là cái mặt nhăn nhăn tối ngày. Nên một con người học Phật đó, mà mình vừa nhìn là mình biết. Học sao? Học mà thấy nó nặng nề vô cùng. Học Phật phải càng học, học ra một con người nhẹ nhàng, dễ chịu, dễ vô cùng luôn. Con người mình mà dễ chịu là khỏe quý vị. Anh Nhận Đức á, hồi đó ngoài đời Nhận Đức quen một anh bạn này, trời ơi, anh bạn này anh nghi, đừng có nói, chắc nghi cũng gần gần Tào Tháo, nghi vô cùng luôn. Mà quý vị mà biết cái người nào mà càng nghi càng khổ, nghi nhiều khổ nhiều. Tào Tháo á, thông minh ghê lắm, nghĩa là sợ người ta ám sát ảnh, anh suy nghĩ ra cách
anh là bộ anh ngủ, cái quân hầu đang đứng, cái anh đứng lên chém quân hầu, cái anh nằm xuống nhắm mắt ngủ nữa, xong cái tung tin lên Tào Tháo ta có cái bệnh kỳ cục lắm, giết người trong mơ, khi ngủ cũng có thể giết người, ai mà lợn cợn gần gũi khi ta ngủ là ta giết người đó. Tào Tháo ghê gớm không, làm cho ai cũng sợ khi thấy Tào Tháo ngủ chứ không dám đến gần, vì đến gần là Tào Tháo giết liền. Nghi vô cùng, cái tâm nó nghi, nên quý vị biết cái cõi đời này con người nào mà nghi nhiều nghe khổ nhiều. Nên hồi xưa những đứa quen cái anh bạn này, anh nghi ghê lắm quý vị ơi. Mà những đứa là con người cũng kiên nhẫn lắm, chơi với ai là bình thường, những đứa không cần quan trọng biết nhà cửa hay biết gì họ gì nhiều đâu, chỉ cần chơi với nhau vui nhiệt tình nhau là được rồi. Nên những đứa chơi với anh bạn này, anh nghi, những đứa nói ông này công nhận nghi ghê thiệt chặt, cái gì cũng nghi chứ. Mà ổng chơi được với mình là do gì? Cái tính của mình đơn giản, ngoài đời những đứa cũng đơn giản lắm, tính tình rất đơn giản, nên từ nơi đó mà những đứa khỏe. Bây giờ đi tu những đứa càng đơn giản, những đứa nói một câu rằng càng học Phật phải học ra một con người đơn giản, dễ chịu, hiểu không? Quý vị học Phật thì sao không biết, nhưng quý vị học ra một con người đơn giản, dễ chịu, không buồn giận ai để trong tâm là quý vị đạt. Không buồn giận ai để trong tâm thì quý vị vui chứ sao? Có ai nói buồn giận người khác để trong tâm mà vui không? Chỉ cần chúng ta buồn giận người để trong tâm là chúng ta ăn không ngon ngủ không yên à. Nói bây giờ người ngồi trong đây còn ai mà đang ngồi đây mà đang buồn giận ai để trong tâm không? Đưa tay anh coi thử coi. Giỏi ghê, không ai có chứ nghe. Đó, giỏi ghê luôn, thấy chưa? Trời ơi, không buồn ai để trong tâm, bao nhiêu người này luôn. Trời ơi, công nhận thiệt. Bởi vì ở đây cái từ trường nó tốt quá luôn. Nó thầy đúng rồi. Hiện tại con đang ngồi đây con không giận ai với thầy. Ngày mai đi về nhà tính. Không, nói đây là nói á, là sống ở ngoài đời cũng vậy, đừng nên buồn giận ai để trong tâm chứ, mệt lắm. Hiểu không? Đó, nên có những công đoạn này rất là hay nè quý vị. Ngày nay những giá trị sai lầm của con người đã đưa lòng tham, sự sân hận, ngu si, ngạo mạn và hoài nghi từ trong nơi sâu thẳm của tâm đi đến cực điểm. Khi thiên tai bất ngờ xảy ra, con người luôn đặt ra câu hỏi tại sao lại xảy ra những thiên tai như vậy mà không hề có chút dự báo nào. Thực ra sóng thần, bão lớn, động đất, lũ lụt, khô cằn, lở đất và cả dịch bệnh và nạn đói đều là những dự báo, nó cho chúng ta thấy rõ cảnh tượng và môi trường đang có những thay đổi theo chiều hướng xấu ngày càng cao. Có thể thấy tâm con người đã dần trở nên độc ác và nguy hiểm như thế nào. Bởi vì con người có nội tâm như thế nào thì sẽ có hoàn cảnh và môi trường như thế ấy. Hay không? Thì quý vị biết rồi, bây giờ mà xảy ra nhiều kiếp nạn là quý vị sẽ đánh giá được tâm con người bây giờ làm sao, đúng không? Câu rất hay nghe. Quý vị khỏi cần suy nghĩ vòng vo chứ. Đó là cảnh báo tâm con người đang hư con nhiều quá. Bây giờ nếu muốn hoàn cảnh này tốt đẹp lại thì làm sao? Tâm con người nên thiện lại. Thiện lại. Nhà Đức đọc á, cái câu chuyện mà của nhà khoa học ông Giang Bổn Thắng, Nhật Bản. Ông kể một câu chuyện mà 1999 có một chuyến tàu bay lên trên cung trăng. Khi bay lên trên đó rồi thì cái bình dưỡng khí của nó bị phá vỡ. Thì cái chuyến tàu này nghĩ rằng mình sẽ mất mạng sạch hết, không thể nào mà trở về đất liền được, tồn tại được. Thì bắt đầu là trên chuyến tàu đó nó có những cái vệ tinh mà làm sao mà nó bay đi đến đâu là người ta đều biết được là nó đi đến vị trí nào hết. Thì bắt đầu là báo lên cho khắp nơi nơi mọi người, tất cả các nước trên thế giới, là bây giờ chuyến tàu đó như vậy, có một lượng người trên đó như vậy, đang gặp kiếp nạn như vậy. Thì ông Giang Bổn Thắng, ông là người rất nổi tiếng, nhà văn học nổi tiếng vô cùng, Giang Bổn Thắng nổi tiếng. Thì bắt đầu là ông báo cho rất nhiều người dùng tâm niệm để cầu nguyện. Phật giáo, tôn giáo nào, Thiên Chúa giáo, bất cứ một tôn giáo nào đều phát một cái thiện tâm để cầu nguyện cho đoàn tàu này. Có nghĩa là cùng phát lên một cái thiện tâm để cầu nguyện.
Vậy mà chiến tàu đó chở về đất liền bình yên vô sự. Thì quý vị biết rằng cái thiện tâm nó có thể hóa giải kiếp nạn. Cái này mới là tận gốc của cái việc mà hóa giải kiếp nạn này. Thí dụ như bây giờ chúng ta là người học Phật nha quý vị. Bây giờ xã hội đang nhiều kiếp nạn, dịch bệnh đồ làm cho con người đang bất an. Quý vị dùng cái gì để quý vị có thể giúp cho nhân sinh hóa giải kiếp nạn? Đó là tâm thiện. Nhớ nghe. Tâm thiện để hóa giải kiếp nạn. Nên nhìn lại cái tâm của mình. Từ cái buồn, giận, hận, thù, trách móc của mình. Nên điều chỉnh lại đi quý vị. Điều chỉnh lại. Điều chỉnh lại đi. Quý vị chỉ cần điều chỉnh lại thì tức khắc kiếp nạn sẽ hóa giải. Lớn nhỏ gì cũng nên tập điều chỉnh lại. Tập điều chỉnh lại. Giống như những đức đọc á, một cái câu chuyện mà có một trận bão thiệt là lớn. Nó càng quét từng căn nhà, căn nhà, căn nhà. Vậy mà gia đình đó có một người con hiếu thảo và gia đình đó có đạo đức. Vậy mà cơn bão nó đến gia đình đó, nó quẹo qua đường khác nó đi, tránh gia đình đó đi coi. Trong cộng nghiệp mà có biện nghiệp, thấy chưa? Nên xã hội nhiều kiếp nạn, nếu quý vị là người nghe đạo, biết tu hành, ăn chay niệm Phật, cái tâm địa thiện lành này trong cái cộng nghiệp có biện nghiệp. Có biện nghiệp. Nên phải phát cái tâm thiện lành. Nhớ nghe, mỗi ngày phải thường phát một cái tâm thiện lành, phát cái tâm thiện lành lên thì nó hóa giải được kiếp nạn nhân sinh. Nên đọc đến cái đoạn này rất hay. Nhìn thấy lũ lụt bão tố, kiếp nạn động đất dịch bệnh là biết được đang cảnh báo tâm người. Đang cảnh báo cái tâm con người quá ác. Cổ nhân có câu: chờ đất và chúng ta cùng gốc, vạn vật và ta một thể. Cho nên con người và vạn vật vũ trụ tương dung, tương thông, liên quan quan chặt chẽ với nhau. Liên quan chặt chẽ với nhau. Vinh thì cùng vinh, tổn thì cùng tổn. Cổ nhân đã phát hiện ra chân lý của con người và vũ trụ và cảnh báo với thế hệ con cháu của vạn đời sau rằng: lòng tham là độc, oán hận là độc, ngu si là độc, ngạo mạn là độc, nghi hoặc là độc. Năm loại tâm thái có độc này chính là nguồn gốc của tất cả thiên tai xảy ra. Đó. Hay không? Đây là cái mà mình đi đến đây mình học tập đó nghe quý vị. Nhìn nhận lại cái tâm độc này đi. Mà cái tâm độc này nó làm cho mình bệnh hoạn nữa nè. Rồi cái tâm độc này nếu quý vị mà để trong tâm quý vị càng lâu thì nó làm cho quý vị bệnh nè, mau già nè, tóc bạc nhiều nè. Có nghĩa là rất là nhiều sự tổn hại của bản thân quý vị lớn lắm. Mà bản thân quý vị tổn hại, nó còn tổn hại cho nhiều con người khác nữa. Thí dụ như bây giờ con người mình là một con người bực bội đi quý vị coi. Chỉ có cái bực bội của quý vị thôi mà nó làm cho rất nhiều người bị bực bội lây. Ví dụ như mình là người tức tối bực bội đi, tự nhiên ai vừa gặp mình một cái là người ta cảm thấy người ta nặng nề liền vậy đó. À, còn mình là người khoan dung tha thứ đi, người ta vừa gặp mình một cái là người ta thấy nhẹ nhàng liền à. Người ta buồn nhưng mà ta gặp mình là ta thấy nhẹ. Mình là con người khoan dung, con người lắng nghe, con người chịu nghe tâm sự, một con người mà giải tỏa được tâm tư cho người ta. Mà từ cái sự an lạc của mình, người ta vừa gặp mình là người ta thấy nhẹ nhàng liền à. Đó quý vị coi, chính bản thân mình sống an lạc, sống vui vẻ, không có cái chuyện mà buồn trách hoặc là tính toán so đo với người ta, thì tức khắc nhiều người khi gặp mình là mình tu phước tu duyên được với người ta lớn lắm quý vị. Còn mình là người học đạo mà nặng nề khó chịu, tính từ ly từ tí, rồi mình có nghĩa là gì không được, gì không được, gì không được. Trời ơi khó quá. Tu học mà trở thành con người khó như vậy không được rồi, hiểu không? Đó, nên những cái bài học tập này nó hay không? Nó nghe này rõ ràng không? Lòng tham là độc. Đó. Chúng ta học Phật rồi, vì coi cái lòng tham chúng ta còn quá nhiều không? Lòng tham là độc. Mà cái độc này là nhân, và nó chỗ quả chúng ta phải sanh vào loài ngạ quỷ luôn á. Ghê chưa? Thành quả gì đó. Tham á. Quán hận là sân hận. Quán hận là độc. Sân hận là độc. Mà quán hận, sân hận này là chiêu cảm cái gì? Địa ngục. Ngu si là độc.
Độc của ngu si là không biết chánh tà, gieo cái nhân này lâu ngày chỗ ra cái quả là súc sanh. Nó đi coi. Ngạo mạn là độc, nghi hoặc là độc. Ngạo mạn không biết hạ mình, luôn luôn cho rằng mình hơn thiên hạ, hơn mọi người, học nhiều, hiểu nhiều, không cần nghe ai. Những đứa đọc đến công đoạn của nhà bác học á, nhà bác học mà nửa đêm cầm sách đọc, đứa con bước ra hỏi cha, cha là nhà bác học rồi mà cha còn cần gì phải học nhiều dữ như vậy? Thì nhà bác học nói một câu: vì cha siêng học mới trở thành nhà bác học. Cha học hoài, học mãi, phải học. Cái gì hay là phải học, chứ không được ngừng lại. Phải hạ mình mà học tập. Như vậy mới có cái danh xưng là nhà bác học. Đấy. Có nhiều người mình học được một số điều, mình tưởng là mình hơn người ta. Mình nghĩ rằng là mình không ai bằng mình. Là thất bại, vậy phải không? Nên từ nơi đó mình phải học đạo làm sao học được cái tâm biết hạ mình được, hạ mình đúng nơi đúng chỗ được, hay hạ mình được, tiêu đi cái tâm kiêu ngạo ngã mạn của mình. Những đức thấy rằng một cái tâm kiêu ngạo ngã mạn nó làm cho mình bệnh đau khổ sở lắm mấy vị, nặng nề lắm chứ không giỡn đâu. Nên gọi là ngạo mạn là độc, phải không? Nghi hoặc là độc, nó nghi ngờ đủ chuyện hết chứ. Khi vợ chồng sống với nhau mà nghi ngờ, mà vì thương quá nó sanh nghi ngờ. Trong cái tình thương nó có cái ái nhiễm ngu si nên nghi ngờ. Chứ nếu tình thương này mà trí tuệ làm sao nghi ngờ quý vị? Thương nhưng mà do ngu si nên nghi ngờ. Tự nhiên vợ mình đi đâu lâu một chút về mình hỏi đi đâu à? Đi đâu giờ này mới về? Nên có vợ đẹp mà không có nghe đạo cũng khổ. Có chồng đẹp trai mà không nghe đạo cũng khổ. Tại vì không nghe đạo rồi bắt đầu là chồng đi đâu mà đi về trễ cái hỏi đi đâu à, cái là thay đồ nó dắt cái đó cái gình lại ngửi đồ có cái mùi gì lạ lạ không, phải không? Hoặc là vợ của mình cũng tỉ mỉ từng chút rồi nghi ngờ đến mức mà bắt đầu điện thoại của vợ của chồng cái đến bấm coi cái tin nhắn. Nên mấy bà mà nhắn tin cho ai, mấy bà khéo mấy bà xóa đi. Mình làm việc bên ngoài có khi cũng nhắn tin á, cẩn thận hay trời, tin nhắn phải cẩn thận á. Sống với cái cuộc đời này có khi mình nhắn một cái tin nhắn đùa đùa chơi mà người ta biết đâu người ta lấy cái tin nhắn đó người ta bắn qua cho chồng mình sao, đúng không? Nên mình nhắn tin mình phải cẩn thận á, đừng có nhắn đùa nhắn đại á chàng. Nhắn xong rồi á, nếu nhìn coi những cái tin nhắn nào không ổn pha xóa bỏ liền, đừng có để trong máy. Có khi vợ chồng mà sống với nhau không tin tưởng nhau, về coi tin nhắn nó mới học à, nói này nói kia bực bội với mình, nhắn tin này nọ tức tối để ý. Nên phải cẩn thận nghe mấy bà. Sống cuộc đời này không đơn giản đâu, trời ơi, muốn giữ được hạnh phúc gia đình nó phải dùng trí tuệ để mà gọi là tin tưởng lẫn nhau. Nên những đức nói cái người đàn ông mà dẫn vợ đi đến đây tu là khôn, người đàn bà mà dẫn chồng đi đến đây tu là quá khôn. Vợ chồng mà đi đến đây tu rồi là chắc chắn đố mà bước thêm bước nữa. Ai mà dạy gì bước chi, trời ơi, có một thằng đã khổn chết rồi bước thêm thằng làm gì, có một con khổn chết rồi bước thêm con nữa làm chi. Một vợ nằm giường lèo, hai vợ nằm chèo queo, tôi muốn nằm giường lèo chứ tôi không muốn nằm chèo queo đâu, thấy không? Còn ba vợ xuống chuồng heo mà nằm. Thí dụ như mấy ông đàn ông ngồi ở đây đi, thí dụ như mình lúc thanh niên mình có một người bạn gái đi, thì mình làm mình lo nhẹ nghe. Nhưng mà mấy ông mà có hai ba người bạn gái đi là mấy ông cực lắm á. Trời ơi, mình làm mình tiền bao nhiêu mình đổ vô đó trơn rồi quý vị ơi, cuối cùng không có dư cắt nào chứ á, khổ lắm. Mà đi chơi còn tính toán thời gian nữa chứ. Thí dụ như cái lễ đi, tính giờ này là phải đi về liền, chơi mà cứ canh giờ đang chạy về gặp nhỏ kia khổ lắm quý vị ơi. Còn nếu mình mà một đứa một thì mình nhiệt tình vui vẻ mà mình sống có trách nhiệm đặc biệt, nên một vợ một chồng vẫn là đặc sắc hơn nhiều đó. Nhớ đó, đừng có mầm móng nghe không. Nhiều người bây giờ vì cái cuộc sống phát triển này nè, nó lạ lắm, cái tâm con người nó thay đổi thất thường. Có khi sống với chồng với chán nản, bây giờ nó ưa có cái tình trạng của xã hội, sống thử quý vị. Nó học theo cái xã hội bên ngoài, bây giờ sống thử, ngu si quá. Thấy không?
Ai mà đi sống thử làm gì? Mình chọn một người nào mà cả hợp tình hợp lý sống nhau cả đời, ai sống thử chi? Con người mà sống thử thì nó đẹp, thử mà. Như sống thiệt thì nó xấu. Thiệt rồi nó mới chỗ ra những cái điều xấu ra, đúng không? Chứ bây giờ mới đến với nhau sao biết được. Nên tính vào cái gì? Cái nhân, cái quả của mình. Có khi mình không có chọn hết, nhưng mà tự nhiên mình gặp người đàng hoàng lắm. Có khi chọn quá trời chọn luôn mà gặp lũ đạn không à. Cái duyên số của mình nó đã như vậy rồi. Bây giờ học Phật hiểu rồi. Chứ mình cái tâm con người mình đừng có, trời ơi, sống với chồng mình, chồng mình cái ông này ổng có biết ga lăng vậy chứ á. Sống với ổng chán ghê luôn. Rồi mình đi làm công việc mà nó gần với nhiều người tầng cấp đó quý vị. Tự nhiên mình nhìn thấy chồng mình cụ lặng. Lúc đó có muốn bỏ chồng kiếm người khác. Cái tâm này là cái tâm quý vị tự phá vỡ gia căn quý vị. Thầm bậy quá. Dù là chồng mình nó cụ lặn chút, nhưng nó cụ lặn mà mới là chồng mình. Thấy không? Nó nói chồng cụ lặn là chồng mình. Chồng đẹp trai coi chừng chồng người khác. Cho vị biết đó. Từ nơi đó đẹp trai hay là xấu, hay là người nữ đẹp hay là xấu gì, ăn thua là con người chúng ta có học được đạo đức hay không, nghe được nhân quả hay không. Người mà nghe được nhân quả là tức khắc ở chung thủy liền cái gì. Không ai dạy gì mà chúng ta đi tạo thêm cái sự khổ cho bản thân mình đâu. Thấy không? Nên tất cả các cô mà đi về chùa mình học Phật á, những đức nói những điều này rồi các cô chắc chắn rằng với cô sẽ sống hạnh phúc. Những đức thấy chùa mình có nhiều cặp vợ chồng hạnh phúc lắm nha. Từng nào cũng đi đến đây học Phật á, từng nào cũng đi đến đây nghe Phật pháp rồi niệm Phật á chứ. Thấy vợ chồng hạnh phúc, đơn giản sống hạnh phúc ghê luôn. Nó nhưng mà mặn ăn nó cũng phát triển nữa. Thấy rõ ràng họ tin liền. Cái hạnh phúc nó mới phát triển được sự nghiệp. Con người á, tại vì cái góc độ chúng ta không biết. Muốn phát triển sự nghiệp trước nhất phải phát triển hạnh phúc. Hạnh phúc là cái nguồn gốc để phát triển sự nghiệp. Còn nhiều người bây giờ là phát triển sự nghiệp rồi mới tạo ra hạnh phúc. Bậy. Khi tạo ra sự nghiệp một thời gian thì hạnh phúc nó bị lợt phai. Thì lúc đó có tiền nhưng không có hạnh phúc. Nhưng gầy dựng được hạnh phúc thì vợ chồng sẽ chung tay với nhau để làm ăn, nên có sự nghiệp thì tồn tại lâu dài. Nên nhớ, muốn tạo sự nghiệp thì vợ chồng phải tạo hạnh phúc trước, gây dựng hạnh phúc trước mới gây dựng sự nghiệp. Phải nhớ đó nghe quý vị. Đây là cái quan trọng đó. Thí dụ như chùa mình nhiều trăm người gì mà mình sống được ổn định là gì? Là chùa mình vui nhiều, người nào cũng vui chứ, không có phá làm bậy. Cho ăn sao ăn vậy à? Dễ thương ghê luôn á. Chùa mình ngộ lắm. Ăn đồ hủ luộc thì ăn đồ hủ luộc, uống cà phê thì cùng uống. Bữa nào ăn cái gì ngon ngon thì cùng ăn mà vui lắm, bên nhau vui lắm quý vị. Quý vị vô đây cộng tu thấy rõ ràng, chùa mình ngồi ăn cơm chung vui lắm. Mà ăn nhiều nữa chứ. Có nhiều cô nói sao con vô chùa thầy con ăn nhiều quá, những đức nói cơm chùa mà. Cơm chùa mà ăn đâu có hết đâu mà ăn nhiều. Thì biết sao ăn nhiều không? Vì một là vui, hai là đông người. Đông người ăn nhiều. Một chút nè quý vị tu xong quý vị xuống ăn nè. Ăn đồ ăn đơn giản thôi, cơm hộp đồ bình thường thôi. Vậy mà ăn ngon liệm liệm vậy đó. Đồ cúng, đồ thí thực, đồ đem xuống gì mà ăn ngon lạnh chứ à. Ăn phải re, ăn giống mà cô nào cũng đẹp ấy. Tại sao? Vì cái tâm nó vui nè. Mỗi từng mà nó có được cái chỗ gì nè. Nên những đức nói quý vị á, mình ở đây một điểm niệm Phật, bên kia một điểm niệm Phật, tương lai còn một điểm niệm Phật nữa, là ba chỗ. Vậy thì tất cả quý vị nên sống cho tốt với xã hội, hết lòng với gia đình. Mỗi một trách nhiệm nên chân thật nhiệt tình, khỏi cần lo nghĩ gì hết. Sau này cuộc đời lớn tuổi đủ duyên đi vô chùa sống với những đức. Ba điểm niệm Phật nó lớn quá trời, mà không lẽ không có chỗ cho mình ngủ sao mà sợ, đúng không? Đi thêm cái nữa, cái tính người những đức á, nó cũng nhiệt tình. Quý vị thấy rõ ràng á, những đức không có quan trọng quá cái việc mà nó được mắt về thế gian này quá quý vị ơi. Không quan trọng quá đâu. Những đức muốn quan trọng quá vì cái chuyện mà bây giờ cái chỗ mình phải tiêu chuẩn diện dị rồi này kia là không có đâu quý vị. Những đức nghĩ sao mà chúng ta sống nhau, gặp nhau vui là tốt rồi. Nên hôm qua những đức gặp đâu một chục cô Phật tử ngồi nói chuyện. Mấy cổ có một cô còn chơi hụi. Cái cô kia thì nói nghe thầy nói chuyện có một năm tôi bỏ hụi luôn.
Còn bà tới bây giờ mà còn chưa bỏ hụi được. Thì bà kia bà nói, cái nghề này con làm con cũng không phải là lời nhiều đâu thầy ơi. Dư chút đỉnh đi chùa cúng dường Tam Bảo, hỗ trợ với thầy nuôi với bà già. Những đức nói bà bỏ đi, bà bỏ hụi, bà khỏi chơi đi, bà khỏi cúng dường, bà lo niệm Phật đi. Bà đi đến đây bà niệm Phật được rồi, cúng dường khỏi. Lúc nào có tiền thì cúng dường, không có tiền thì thôi. Bà đến đây bà niệm Phật là được rồi, không sao đâu. Nó không cần phải suy nghĩ điều này đâu. Không cần đi đến chùa phải cúng dường tiền bạc gì đâu. Chỉ cần chịu niệm Phật là được rồi. Chỉ cần vui vẻ niệm Phật thôi. Tôi mong thì sao, quý vị đi đến đây niệm Phật vui giùm tôi được rồi. Chỉ cần vui thôi, đừng có vô đây ngồi nói chuyện tầm xà mắt láp thôi chứ. Niệm Phật đi, như thôi. Nó cơm nước đồ nấu te tua, lo lắng rồi ngồi nói chuyện gì đâu. Ngồi nói chuyện nó cũng tổn hơi, tổn sức chứ giỡn không quý vị. Ừ. Miro này nè, hút hơi lắm á. Hút lắm chứ không giỡn đâu, quý vị biết á. Từ nơi đó ngồi nói chuyện rồi tu chung với quý vị. Chỉ mong một điều thôi, một điều quan trọng nhất thôi. Đó là quý vị về đây tu an lạc, bình an, vui vẻ. Đi đứng nằm ngồi xung quanh chùa, đi đâu cũng niệm Phật. Đi ngắm qua giấy cũng niệm Phật. Nằm trên địa ngủ cũng niệm Phật. Cứ niệm Phật vậy thôi, chứ đừng có mà nằm xuống ngồi xuống đâu cái. Đi tu ở đây một buổi về nhà thấy tình cảnh gia đình chán ghê luôn. Con cái tiền học đến mà không có tiền đóng tiền học này kia. Thôi đừng có nói với chuyện này chứ cho nó mệt. Đúng không? Một buổi một ngày vô đây thì lo an lạc niệm Phật vui đi. Vậy đi. Không có nặng nề gì quá, hiểu không? Còn vô đây mà lôi ra để cho nhiều người ta nặng nề chi à? Khỏi. Những đức chỉ mong quý vị vô đây an lạc vui vẻ niệm Phật ngày vậy đó, vui vẻ thôi. Còn có tiền thì cúng dường Tam Bảo tu phước tu duyên, còn không có là thôi. Đừng có sợ thiếu nợ gì chứ, không có thiếu nợ gì chứ á. Năm mấy cô người ta nấu ăn cho mình để mình ăn, mình không ăn mới thiếu nợ á. Ví dụ như bây giờ người ta đếm hết số lượng người ở đây, ví dụ như 1.000, 2.000 người gì đi. Người ta chuẩn bị người ta nấu ăn ở dưới là 2.000 người đi, thí dụ. Quý vị ở đây quý vị không xuống ăn, thì một người không ăn là nó bớt cái ghế đó nó trống. Thì tức khắc một phần ăn đó người ta sắp ra rồi, quý vị không ăn là quý vị thiếu nợ ăn tình của người ta. Hiểu không? Nó nấu cho mình ăn mà, tùy hỷ ăn. Vậy thôi, ta dọn ra ăn, người ta cho cái gì nhận. Không sao chứ á, không có thiếu nợ nặng chứ. Những đức nói, cuộc đời đừng có nói nợ nặng chứ cho nó mệt. Tôi cũng không muốn cái nợ gì ở thế gian này chứ mệt quá. Tôi cũng không có cầu cạnh nợ với quý vị, mà quý vị cũng không có thiếu nợ gì tôi nữa. Chúng ta chỉ là gặp nhau, niệm Phật, gặp nhau chắp tay, A Di Đà Phật, miệng nợ nụ cười, cầu sanh cực lạc vậy thôi. Chứ không có suy nghĩ gì thêm nữa chứ, hiểu không? Đó. Nói vậy thôi, vỗ tay hoài làm gì ạ? Nên từ nơi đó nói chuyện đơn giản, vỗ tay làm chi, thấy không? Nên con người đến với con người á, chúng ta đừng có đặt vấn đề gì cho nó mệt, quý vị biết không? Đừng có nói những đứa ở đây lo cho mấy trăm cụ, bên kia mấy trăm cụ. Quý vị nói quý vị phải hỗ trợ như đức nuôi người già, quý vị hỗ trợ như đức niệm Phật á. Chứ đừng có nói hỗ trợ nuôi người già chứ, như đức có thiếu tiền đâu, đừng có sợ. Trời ơi, lúc nào thiếu báo cho biết. Bây giờ chúng ta quyết định gì đi. Lúc nào những đức thiếu những đức báo cho quý vị biết. Đúng không? Còn lúc nào mà những đức không báo, quý vị đừng có quan tâm tới. Quý vị cứ lo niệm Phật cho tốt được rồi. Sống vui thôi. Những đứa cũng rất là mong ngôi chùa của mình nó đừng có tiền nhiều. Vậy nó thật lòng á. Nó chỉ cần làm sao mà nó có cơm ăn áo bặn cho các cụ thôi. Chứ có tiền nhiều làm gì? Rồi quý vị biết là đọc lịch sử á, những bậc cao tăng á, mà khi ngôi chùa á, mà nó hương quả mà nó thịnh quá là người ta đi lên núi sâu người ta ẩn cư liền á. Hiểu không? Là cái nơi đó về cái đạo của nó bị sa sút á, hiểu không? Nên nó thôi đừng có tiền nhiều. Chỉ cần muốn xài nhiêu xài có được rồi. Xài nhiêu có nhiêu, đừng có dư nữa được rồi. Vậy đó mà niệm Phật nó cũng dư à. Nói gì mà nó cũng dư à. Ngộ ghê luôn á. Mấy vị thấy không? Nên những đức khuyên quý vị nè, cuộc sống làm sao mà bị tự tại nhất. Có ba buổi ăn mà sợ gì. Quý vị khó khăn á, quý vị á, thích á, mỗi buổi đi đây ăn cơm. Nó rồi lâu lâu đi đến đây á, một tuần dẫn cả gia đình đi đến đây tu cũng được, không cần quan tâm gì. Một tháng á, nửa năm đi vô đây tu, còn nửa năm ở ngoài làm lai rai thôi, xài tiền bớt lại đúng không, mà được vô đây tu nửa năm khỏe re.
không cần tốn kém tiền bạc gì, đúng không? Đó, rồi nói đến mức vậy là quá đủ quý vị tu nhiệt tình rồi, đúng không quý vị? Nó nhớ thấy lợi ích mà, thấy niệm Phật lợi ích lớn mà. Nên mỗi ngày chùa mình tuy là nhiều việc cần phải sắp xếp lo vậy, nhưng mà đâu có bận tâm gì đâu quý vị. Nên cứ như vậy mà chia sẻ thôi. Vậy mà từng nào đi đến đây nghe gì đó mà nó cũng nạp năng lượng đó nha. Nó nạp năng lượng, nó làm cho tâm tứ quý vị nó nhẹ nhàng lắm đó. Trời ơi, ông thầy ông lo nhiều vậy mà sao ông thấy ông nói cái gì cũng khỏe chứ. Vì những đứa không có tích chữ nên những đứa khỏe. Quý vị cũng không phải là không có tiền, nhưng mà là do tích chữ sợ á, mai mốt lỡ cái này cái kia rồi ai lo phụ mình đây, nên cứ lo hoài nặng lắm, mệt lắm. Trời ơi, ba buổi ăn nhiêu tiền đâu. Nếu mà hai vợ chồng hai đứa con mà ăn chay đâu có tốn tiền nhiêu đâu quý vị. Còn học bây giờ con cái thì học nhiều môn đúng không, học cái này kia nhiều quá. Nên quý vị mà biết Phật pháp rồi, những đức nói bổ túc cho con cái đạo đức nhiều một chút đi, những đức thấy hay. Ừ, bây giờ có khi học nhiều nhưng mà không có bổ túc đạo đức thua. Thấy bà già 80 mấy tuổi, 4 thằng con trai bác sĩ mà không nuôi bà. Trời, học ra ngành bác sĩ đâu đơn giản đâu. Ngành bác sĩ là cái ngành học khó mà học lâu. Vậy mà 4 thằng con trai bác sĩ mà không nuôi được một mẹ già 86 tuổi. Mà trong đây nhiều bà già đến gặp thì Đức thấy con mấy bà cũng giàu có quá trời luôn. Đâu đơn giản đâu quý vị. Nên những Đức nói thà học ít đạo đức nhiều, vậy mà thành tựu cao. Còn học nhiều mà không có đạo đức thua, quý vị vẫn bị bỏ rơi. Nên những Đức nói nếu mà những cặp vợ chồng mà mỗi tuần thứ bảy cứ hai vợ chồng đứa con, hai đứa con dẫn đi đến đây, cứ tập vậy đi, không cần học nhiều đâu. Môn nào học vừa vừa thôi, biết chữ nghĩa chút đỉnh, bổ túc đạo đức cho nhiều trong cái xã hội hôm nay. Những Đức nói bây giờ có khi học 12 có bằng đại học vậy mà cũng đi làm cu ly à. Cũng đi làm mấy cái nhà hàng, quán ăn đồ, có khi cũng đi làm khu công nghiệp đồ này kia thôi. Bây giờ đâu có nói đơn giản mà quý vị mà có thể mà làm được những công việc quan trọng mà xin vô dễ đâu quý vị. Nó đều là duyên phước thôi. Nhưng mà những Đức tin chắc rằng một con người mà khi có đạo đức rồi đó nghe quý vị, tự nhiên nó đến với quý vị thù thắng lắm. Chính những Đức nói rằng nếu mà như mà cuộc đời những Đức á nghe, ngoài đời mà nếu như những Đức học được bằng đại học, những Đức cũng không được như bây giờ đâu quý vị. Mà sao những Đức học được bằng đại học? Học có lớp 3 thôi ra trường. Đúng không? Nên ra trường sớm, thấy chưa? Yên không nhận không? Nên những Đức nói về cái lớp trẻ bây giờ nên có cái tầm nhìn sâu một chút. Con người sống chỉ có mấy chục năm mà, nên sống có ý nghĩa cuộc đời một chút. Những Đức thấy rằng những Đức biết niệm Phật, phi người niệm Phật, những Đức thấy cuộc đời những Đức có ý nghĩa nè. Những Đức tổ chức chương trình người mù, mỗi lần tổ chức gần 2.000 người mù. Những Đức nói rằng cuộc đời của mình chưa bao giờ dám suy nghĩ làm được những việc này, mà chỉ có niệm Phật thôi mà làm được á. Nên những Đức mong những người trẻ nên có cái góc độ sâu một chút. Trời ơi, dù cho cái xã hội nó có phát triển cỡ nào nghe, nhưng mà cái đạo đức con người nó được người ta tiếp nhận mình mạnh lắm á. Học thì nhiều nhưng đạo đức thì ít, nên người ta đi tìm đạo đức, người ta đi tìm người có đạo đức để dùng. Khi một con người có đạo đức thì người ta sẽ giao sự nghiệp cho mình. Vì mình có đạo đức thì mình là người không tham, không có tính toán, nên người ta mới giao cho mình sự nghiệp. Người ta nói chọn mặt gỡ vàng mà, thấy không? Dù là mình nghèo nhưng mà mình có đạo đức, sống luôn luôn biết đủ, hiếu thảo với cha mẹ. Vậy đó mà khi mình đi làm, cái phước duyên của mình được người ta trọng dụng cao. Trọng dụng chứ không giỡn đâu. Nên từ nơi đó những Đức nói bây giờ học đạo đức nhiều, gây dựng đạo đức cho con cái nhiều. Còn tuổi trẻ bây giờ, nít bây giờ học nhiều môn quá, học tạp, học viết, không biết học cái gì luôn. Học theo cái thời thế, biết không? Học nhiều quá, bệnh hoạn hết trơn. Nên có nhiều đứa 10 mấy tuổi mà học viết mặt khờ, mặt khờ kỳ cục ghê, thấy không? Nên học, ta học gái mặt lanh, mặt dễ thương. Cái này học cái mặt khờ, nó học viết nó bị phù phiếm, nó che đậy lý trí trơn rồi. Nên có một đứa cháu gái nó đến gặp những Đức nói thầy ơi, con cố gắng con học sau này con làm cô giáo tốt. Những Đức nói con cố gắng con giữ cái tâm nguyện này nghe không, nhưng nếu con muốn làm cô giáo tốt mà con không gặp được một hiệu trưởng tốt thì con làm cô giáo tốt được không?
Nói con không biết nữa. Con nhớ ai là người mở trường con biết không? Hiệu trưởng. Hiệu trưởng là người mở trường. Còn cô giáo là làm việc. Từ nơi đó nếu con không gặp một hiệu trưởng tốt thì con khó làm cô giáo tốt lắm. Khổng Lão Phu Tử là thầy giáo tốt, nhưng mà đi tìm vua là đi tìm hiệu trưởng tốt. Nhưng mà Khổng Lão Phu Tử đi chu du liệt quốc tới 68 tuổi không tìm được ông vua nào tốt. Cuối cùng Khổng Lão Phu Tử trở về quê dạy học, tự mình làm hiệu trưởng dạy học luôn. Thì Khổng Lão Phu Tử mới được thành tựu, lúc 68 tuổi thành tựu. Nên từ nơi đó bây giờ khó được cái chí nguyện của mình lắm. Chí nguyện khó lắm, nhưng mà nên nuôi cái chí nguyện đi, chứ không phải kêu bỏ cuộc. Nhưng mà nên đừng có thất vọng với cái cuộc sống bây giờ, nghe không? Thí dụ như bây giờ mình muốn trong một cái môi trường đó mình muốn tốt, nhưng mà bây giờ mình không có gặp thời thế, mình ở trong đó mình tốt nhưng mà mình bị diệt vong sớm. Diệt vong rồi mình lại chán nản cuộc đời, đó là thất bại, nghe không? Đừng có chán nản nghe. Nhớ là phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. Con người đừng bao giờ tuyệt vọng, đừng bao giờ vì bất cứ cái gì mà mình đi tuyệt vọng. Lúc nào mình cũng có hy vọng với chính mình, như vậy là có tương lai. Con người phải vậy đó, nhớ phải có hy vọng với chính mình. Những đứa học lớp 3 mà những đứa còn có hy vọng với chính mình được mà. Trời ơi, hồi xưa mà những đứa ở trên tỉnh Thác Quan Âm á, thầy Giác Nhàn thời đó đưa lên một tư tưởng cho tất cả các chú nam trong chùa. Bây giờ cái buổi giảng của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không mà giảng của cái đề kinh Vô Lượng Thọ, như Đức nhớ hồi đó, cách nay gần 10 năm. Cái đề giảng cuốn kinh Vô Lượng Thọ bây giờ thầy chích lục ra, bây giờ tất cả các chú mỗi một người tham khảo và giảng cái đề kinh này lại cho thầy nghe. Hồi đó là lần đầu tiên nhận Đức nhớ. Thì trong lòng như Đức nói, trời ơi, mấy huynh đệ của mình ông nào cũng học thức nhiều, mấy ông này chắc mấy ông giảng dữ lắm đó nha. Còn mình thì đâu có dám suy nghĩ cái vụ này đâu, mà giờ thầy kêu, giờ mình phải cố gắng thôi. Nên những Đức cầm cái đề kinh đó quý vị, Đức vô trong một cái phòng đóng cửa lại, những Đức coi những Đức giảng thử. Sao những Đức nói, ồ sao giảng thấy cũng được được nha. Lúc đó tự nhiên những Đức nói, mày phải có lòng tin mới được nha. Rồi từ đó những Đức có lòng tin phát diễn mình luôn. Rồi từ cái đoạn đó đó mà những Đức tiến thăng đó quý vị. Đó, tập sự luôn, kiên nhẫn, lâu dài. Đó, nên con người mình không được tuyệt vọng bất cứ một sự việc gì hết trơn á. Luôn luôn sống mới có hy vọng. Cái đặc sắc nhất của quý vị có hy vọng là gì? Niệm Phật là quý vị có hy vọng rồi. Chỉ cần biết niệm Phật thôi là có hy vọng rồi, chứ không nói gì nghe. Cuộc đời con người ai cũng chết một lần. Chúng ta là người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Hy vọng lớn nhất của chúng ta là biết niệm Phật. Con cái của mình hy vọng lớn nhất là con cái mình biết niệm Phật. Còn cái cuộc đời bây giờ á, tranh đua giàu sang hơn thua danh lợi, mệt lắm. Những Đức khi coi á, những chuyện của Tam Quốc á, những Đức nói, nếu những Đức sanh trong cái thời đại Tam Quốc thì những Đức làm người gì? Ẩn sĩ. Thời đại tranh danh đoạt lợi hơn thua, làm người ẩn sĩ. Thời đại này này, người khéo léo là người gì quý vị biết không? Cái người khéo léo là cái người mà mỗi ngày biết tu á, mà gia đình của mình sống đơn giản hạnh phúc, không có nhiều người biết đến mình, mới là người khéo léo này. Cái thời đại này này cũng là cái thời đại mà nó không đơn giản đâu đó quý vị. Quý vị mà lên một chút là coi chừng có người đạp bị xuống. Nên nó phải suy nghĩ trước cái việc này đi. Khi mà lỡ bị đạp xuống đừng có thất vọng, nghe không? Thất vọng là mình sẽ tiêu đời mình á. Nên cái cuộc đời này đừng bao giờ thất vọng cái gì chứ nghe. Có làm được tốt thì làm, còn không làm được thì thôi. Giống như có một câu những Đức đã từng đọc qua. Đức Khổng Lão Phu Tử đi chu du liệt quốc là vì muốn đem cái đạo mình để dạy cho nhân sinh, mong cho nhân sinh được bình an và sống hạnh phúc. Như vậy thì Khổng Lão Phu Tử không làm được việc này là lỗi của Khổng Lão Phu Tử hay lỗi của ai? Giải đáp câu này như thế nào? Lỗi là do chúng sanh không đủ phước nên Khổng Lão Phu Tử không làm được chí nguyện của mình. Chúng sanh không đủ phước, tại vì việc làm này Khổng Lão Phu Tử là làm cho nhân sinh, nhưng nhân sinh không đủ phước nên ngài không gặp được vua hiền. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn làm cái việc cho chúng sanh được lợi ích nhưng mà mình không làm được, như vậy thì mình không có đặt vấn đề mình nặng nề gì hết,
mà là do gì? Chúng sanh không đủ phước, mình không đủ duyên, thì tùy duyên. Rất là nhẹ nhàng thôi. Ví dụ như trong gia đình quý vị, phiên gia đình quý vị tu hành, họ không nghe là thôi. Mình chăng thật, mình lo tu hành cho thật là tốt, mình đừng có nặng nề gì chân á. Vậy là được rồi. Những gì mình làm được thì nên làm hết lòng, vậy thôi là đặc biệt nhất rồi đó quý vị. Nên những điều như Đức chia sẻ ở đây á, trong cái cuộc sống bây giờ quý vị đừng có đặt vấn đề giàu sang gì nặng nề quá. Đừng có nói rằng bây giờ tôi giàu sang để mà con cái tôi sau này nó không thua xúc người khác. Thôi mệt quá. Không thua xúc người khác là con mình có đạo đức hay không á. Chứ giàu sang gì mà không thua xúc người khác. Con mình giàu sang mà con mình thiếu giáo dục, không có đạo đức, nó không hiếu với cha mẹ thì con mình vẫn là thua xúc người khác à. Con người nghèo nhưng mà có đạo đức vẫn là không thua xúc người khác đâu quý vị. 100% luôn á, chắc chắn luôn quý vị. Nên từ nơi đó mà chúng ta đi đến đây á, ngày Chủ nhật học tập gì nè. Những đức mong tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi á, cái tâm phải thiện, tập ăn chay trường, biết niệm Phật. Con của mình ở trong nhà biết ăn chay cho ăn chay đi, đừng có sợ thiếu chất dinh dưỡng, không có thiếu đâu. Vì điển hình nè, chùa mình ăn chay ai cũng khỏe quá trời luôn. Mấy cô mình bây giờ cô nào cô nấy lên ký quá trời luôn, 70, 60. Nữ mà 70, 60 là không đơn giản đó quý vị ơi. Con gái mà 60 kg là số đo này cũng được lắm á. Không đơn giản quý vị. Ăn chay chứ ăn gì đâu. Nó còn quý thầy trong chùa mình quý vị coi ai cũng khỏe đúng không? Mập mạp chứ đâu có ốm, như những đứa cũng có ốm đâu. Từ khi những đứa đi tu tới giờ những đứa lên 10-20 kg. Chứ đâu có ốm đâu quý vị. Ăn chay làm gì thiếu chất dinh dưỡng. Nên từ nơi đó quý vị nên phát tâm ăn chay trường nè. Rồi á, niệm Phật nè, giữ tâm thiện. Gia đình đơn giản không có của cải nhiều, nhưng hạnh phúc làm chính. Nó, đừng có sợ nghèo nàn gì chứ. Đừng có sợ nghèo có gì đâu sợ. Nó, sợ giàu thôi sợ nghèo chứ. Sợ giàu nó khổ quá, hiểu không? Sợ giàu nó khổ quá, chứ nghèo đừng có sợ. Nghèo là sướng. Nghèo á, nhà mà không có của gì chứ ngủ khỏi cần đóng cửa. Phải không? Ngủ ngon dắt chó sủa kệ mày. Ăn trộm bò vô mình nói mày vô mày ginh tao hả? Muốn ginh gì mày ginh đi, có gì đâu mà ginh, mệt chết. Nhà có gì đâu ginh đúng không? Có xe đạp toàn ten nó mày giác đi kệ mày, tao đi bộ luôn. Trời ơi, nó sống vậy thôi nó tự tại gì đâu. Cái người như vậy là cái người mà gọi là được người ta ngưỡng mộ quý vị. Quá ngưỡng mộ luôn phải không? Còn nhà mà của cải nhiều nghe chó sủa wow wow. Hả? Ông ơi ông, sao chó ngoài sữa dữ không? Ông ra ông gọi đường pin coi có thằng nào bò ở nhà không ông? Phải không? Khổ không? Nó nên quý vị gặp những ngôi chùa gì yên tâm rồi đó. Chúng ta có pháp tu rồi, thấy không? Về cùng tu hành. Nó những đứa cá ệ đây mà còn không đói, bị đói gì đừng có sợ. Có đói rồi đừng có sợ. Không bao giờ thiếu gạo nấu đừng có sợ. Hết gạo nấu là ở đây lấy gạo gì nấu. Ôi ôi nói câu này mạnh dạn ghê ha. Nó nên trộn gạo chùa nhiều lắm. Nó những đứa cũng mong nó thiếu gạo một cái coi chùa mình nói sao. Khổ đau không biết lòng người. Đúng không? Bây giờ mỗi ngày nói tình cảm lắm. Thầy, con sống chết với thầy. Thiếu gạo rồi có sống chết không biết nữa. Thấy không? Khổ đau không biết lòng người. Quý vị vợ chồng á, anh thương em thương anh đủ ghê gớm lắm đúng không? Mà bây giờ nợ nặng đến thế coi, nó còn chung thủy với mình không? Nên đừng có thất vọng con người. Nó, nên từ nơi đó chúng ta sống á, làm sao đặc biệt nhất là nội tâm của mình nè. Mỗi ngày vui, sống an lạc. Một đời mấy chục năm đi qua, sống vui vẻ an lạc. Khi thọ mạng đến thì chúng ta về cực lạc. Được ha? A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.